Giáo lý chọn lọc, hãy nuôi dưỡng tổ ấm và quan hệ tình thương. Một điều nữa, tôi nghĩ điều gây rắc rối nhiều nhất là sau khi tâm ấn, quý vị có khuynh hướng xa cách những người trong gia đình, nhất là với vợ hay chồng quý vị. Trước kia có lẽ ôm nhau nhiều hơn, thương nhau hơn, làm chuyện vợ chồng nhiều hơn, thế dù vậy. Bây giờ bỗng nhiên không có nữa, không có gì cả, sợ tình cảm Atula. Không nên, không nên. Nếu quý vị muốn thiền, nên nói trước với vợ hoặc chồng quý vị. Ôm thấm thiết hoặc nói chuyện thân mật trước rồi nói, bây giờ anh sắp sửa đi thiền một tiếng đồng hồ hay nửa tiếng đồng hồ. Nhưng nếu em thật tình cần tới anh, muốn gặp anh, hoặc muốn tới ôm anh thì cứ tới. Nếu không, anh muốn ngồi thiền trong yên lặng. Hãy có một sự tương quan thương yêu, thấm thiết và nói chuyện thân mật hay gì đó trước. Để người bạn của quý vị cảm thấy, ok, chàng vẫn thương mình, nàng vẫn thích mình, chỉ vì bây giờ nàng sắp đi nghỉ. Suy ngẫm trong thế giới tâm hồn để được tốt hơn về sức khỏe và tâm linh. Hoặc sự tập trung giỏi hơn trong công việc, nghề nghiệp, bất cứ việc gì. Quý vị phải giải thích như vậy, rằng nó là một loại nghỉ ngơi cho quý vị. Nhưng trước đó phải bảo đảm là quý vị thương yêu nhau, rằng nàng có đầy đủ, chàng có đầy đủ, rằng họ cảm thấy họ vẫn còn có quý vị. Sau khi thiền xong, lại ôm nhau nữa, nói chuyện một cách thương yêu và thân mật. Ôm ấp thương yêu hoặc bằng cử chỉ, lời nói gì đó khiến cho người bạn của quý vị cảm thấy an ổn, được yêu, đẹp và an tâm. Đừng đi làm về tắm rửa, ăn mấy miếng đậu hũ rồi tới giờ thiền, đừng có rờ tôi thánh thiện. Như vậy quý vị không bao giờ gặp được người bạn của mình. Mới đầu đi làm suốt ngày, rồi về nhà rồi ăn, không nói chuyện vì sư phụ bảo, lúc ăn không nói chuyện. Bây giờ là giờ thiền, lúc thiền không được nói chuyện. Sau khi thiền, đừng uổng phí lực lượng, đừng nói chuyện. Rồi sau đó tới giờ ngủ, cũng không nói chuyện. Nếu tôi là vợ hay chồng của quý vị, tôi sẽ tống cổ quý vị ra. Đó là chưa nói tới việc ngăn cản cộng tu này nọ. Quý vị cũng phải là một con người khôi hài, thương yêu, sống động và chủ động. Không phải sau khi tâm ấn rồi, quý vị trở thành gỗ, đá, cái bàn hoặc Phật gỗ. Ai mà thích ông Phật như vậy? Tôi không thích. Chỉ cần bình thường, tốt hơn hồi trước, đó là điều tôi ước muốn. Tôi nghĩ tất cả quý vị đều hiểu rõ ý tôi. Hãy đặt mình vào địa vị của người đó, thì quý vị không cần hỏi tôi phải làm sao. Hãy cố gắng thương yêu, vị tha, thì quý vị sẽ biết ngay. Hãy cố gắng làm cho gia đình quý vị hiểu đoàn thể tu hành chúng ta. Về việc cộng tu, nhiều người trong gia đình, kể cả vợ, chồng, nghi ngờ những gì chúng ta làm trong nhóm ở đây. Tại sao hồi trước quý vị có thời giờ với gia đình, mà bây giờ lại bỏ thời giờ với nhóm, đoàn thể kiểu gì vậy? Cho nên, thỉnh thoảng hãy ráng mời người nhà quý vị tới. Đừng bắt họ tới, chỉ cần nói là quý vị hãnh diện về họ. Thí dụ như nói vợ quý vị rằng, em đẹp lắm, em muốn khoe em với những đồng tu khác là anh có vợ đẹp. Rất tốt đối với anh. Nấu chay cho anh ăn, phải chịu nhiều bất tiện để đi mua món chay và nấu cho anh. Anh rất hãnh diện. Anh muốn khoe em với những đồng tu khác trong trung tâm. Ai cũng nghe anh nói tới em là người rất giỏi. Em nấu chay được vậy đó. Ai cũng rất thích được biết em. Em đi theo nhé. Rồi khi nàng đến, mọi người chào hỏi. Nàng sẽ thấy mọi người chỉ tọa thiền, đâu có làm gì. Đàn bà, đàn ông, bậy bạ đâu. Như vậy, nàng sẽ không cảm thấy bất an và lo không biết quý vị làm gì ở đây. Quý vị phải biết làm gì, phải biết nói gì với người ta. Nếu quý vị cố gắng thuyết phục và ép buộc họ tới, họ sẽ nghĩ, ồ, ông ta đang cố đưa tôi vào nhóm của bà đó. Đừng nói thế. Nó khác. Nói, anh rất hãnh diện với em đẹp quá, càng ngày càng đẹp. Em rất tốt, anh thương em lắm. Anh muốn giới thiệu em với người ta. Hãy đến xem, nhiều người muốn biết em, vân vân. Thí dụ vậy, một ngày nào đó nàng sẽ đến, và khi nàng biết ở đây không có gì hại, và ở nhà,
quý vị lại tiến bộ rất nhiều, quý vị dễ thương nhiều hơn. Như vậy, ai mà không muốn gia nhập Sinh Tâm Ấn và ai ghét tôi được chứ? Cho nên, cả hai đều phải được đối xử với tình yêu thương, sự săn sóc và trí thông minh. Đừng nói dối, quý vị phải khen những gì nàng có hoặc chàng có, những gì người đó có, bởi vì ai cũng có những điều tốt. Quý vị phải nhận ra những cái tốt của vợ hay chồng quý vị và cố gắng phát triển những tính tốt đó. Hãy khuyến khích họ phát triển những phẩm tính đó thay vì cứ ngồi đó không làm gì cả và chỉ trích. Tốt nhất, trước tiên là giới thiệu người không phải đồng tu, nếu có khó khăn với người đồng tu trong gia đình, rồi đi chơi với nhau. Đừng nói chuyện gì về giáo lý sư phụ, không nói gì cả, không đề cập tới tâm ấn. Cứ đi tới khi nào họ quen nhau hơn và nói chuyện với nhau. Rồi họ hiểu. Đây là bước đầu tiên. Nếu quý vị có những khó khăn với người trong gia đình không phải đồng tu, nuôi dưỡng một sự tương quan vững vàng và dễ thương. Hãy để ý tới người phối ngẫu của mình. Người đàn bà nào cũng ghét một người đàn bà khác, bất kể người đó là ai. Nếu bồ của nàng để ý tới người đàn bà khác, thì dù người đó là Phật sống đi nữa, nàng cũng ghét. Nhưng quý vị phải vượt qua chuyện này. Cho nàng thấy rằng chuyện này là khác, anh thương em và nhiều hơn nữa. Quý vị phải biểu lộ, không phải chỉ nói miệng. Hãy bày tỏ và để ý, chú ý tới những gì nàng cần, những gì nàng thích, thỏa mãn bà trong mọi phương diện. Cho nàng thấy rằng sau khi theo tôi, quý vị trở thành một người chồng tốt hơn, một người nhiều tình thương hơn. Như vậy, nàng sẽ hết ghét tôi và thay vào đó nàng sẽ thích và nói rằng ồ, người này thật ra đâu có đem chồng tôi xa tôi. Bà ấy giúp anh thành một người chồng tốt hơn. Thật ra, đó là mục đích của tôi. Quý vị phải cho nàng thấy bằng hành động và lời nói. Nói nàng biết rằng quý vị thương nàng. Mua cho nàng nữ trang, mua hoa, đưa nàng đi ăn ngoài, hẹn hò với nàng trở lại. Cho nàng cảm thấy nàng được thương yêu, nàng đẹp, nàng được người khác thích, như ngày quý vị mới quen nàng lần đầu. Như vậy sẽ không còn người đàn bà nào ghét tôi nữa nếu tất cả quý vị đều làm như vậy. Quý vị phái nữ cũng vậy. Chồng quý vị ghét tôi vì quý vị bỏ quên họ. Thương tôi thì cũng được, nhưng quý vị phải thương chồng mình hơn trước. Phải để ý hơn, thương yêu hơn, chịu đựng hơn, mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn. Như vậy, họ sẽ thấy giáo lý của tôi có kết quả. Quý vị trở thành một người tốt hơn, một thân nhân tốt hơn, nhiều tình thương hơn. Ai có thể ghét tôi được chứ? Vấn đề là của quý vị. Lỗi là của quý vị. Nếu người nhà quý vị ghét tôi không bao giờ trách họ. Lời pháp cam lộ. Nếu làm bất cứ việc gì mà quý vị thấy chưa được hoàn mỹ, thì quý vị nên biết rằng tình thương của quý vị chưa hoàn toàn phát triển. Quý vị chưa hoàn toàn dùng lực lượng bên trong của quý vị. Đó là phương pháp đo lường sự tu hành của quý vị, xem có tiến bộ hay không. Khi nào quý vị có thể quay vào bên trong, tình thương sẽ tuôn trào. Rồi quý vị sẽ quên cơn giận. Quý vị sẽ nghĩ nó là chuyện nhỏ và thương người hàng xóm hay thương kẻ thù cũng dễ thôi. Chúng ta không nên để ý bất kỳ hoàn cảnh nào cản trở công việc và quyết định của mình. Như vậy, trong thời gian ngắn ngủi tại thế giới này, chúng ta mới có thể sống một cách có ý nghĩa và sáng tạo ra nhiều kế hoạch. Tất cả đều là do tâm tạo. Tâm của chúng ta không cải biến, thế giới sẽ không thay đổi. Không nên đợi người láng giềng dùng thần thông cứu thế giới. Tâm của chúng ta phải cải biến, sau đó thế giới tự nhiên sẽ được cứu. Đại Trượng Phu là một người có phong độ đạt thành, một khả năng và trí huệ để hiểu và liễu ngộ mọi việc. Và là người có lý tưởng thanh cao, muốn liễu thoát sanh tử, hiểu biết luật vũ trụ và đạt được đại trí huệ và chân lý. Không trông mong một chút phước báo gì cả mới là có công đức. Từ đó, đạo đức tự nhiên nảy sinh. Như vậy tốt nhất. Chúng ta nên cống hiến một cách vô điều kiện, bố thí một cách vô ngã. Chúng ta càng chịu đựng nhiều, thì càng ít cảm thấy mình đang chịu đựng.
và càng cảm nhận rõ ràng hơn sự thăng hoa về tâm linh của chúng ta. Chúng ta không bao giờ biết được khi nào quả báo do những hành động trong tiền kiếp sẽ đến với chúng ta. Nó luôn đột ngột đến khi chúng ta ít chuẩn bị nhất. Do đó, lúc nào chúng ta cũng phải chăm sóc cẩn thận thân, khẩu, ý và luôn luôn nhớ câu thông với lực lượng vạn năng bên trong để nâng cao trình độ ý thức của chúng ta. Như vậy, khi nghiệp quả xấu đến, chúng ta sẽ đủ trí huệ và lực lượng để vượt qua. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi khai thị tại Surabaya, Nam Dương vào ngày 17 tháng 3 năm 1997. Nguyên văn tiếng Anh.